Đây mình xin giới thiệu với các bạn làm quen với chiếc Daewoo Lacetti EX. Và chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình ảnh đó là mặt tablo, mặt đồng hồ tablo của xe. Thường thì tất cả các dòng xe dù gì sáng nào đi chăng nữa đều có các những biểu tượng. Sau đây mình có thể giải thích qua cho các bạn hiểu các cái biểu tượng cơ bản và cái công dụng và cũng như chức năng của từng cái để các bạn hiểu hơn và xử lý những cái tình huống khi có cái những đèn báo này. Đây như các bạn thấy thì là bên tay trái mình đây, nó từ vạch từ số 0 đến số 8, đây là hiển thị vòng tua của máy, tức là số 1 này tương ứng với 1.000 vòng, đây là nhân 1.000 vòng trên phút thì được tốc độ vòng tua của máy. Còn đây là biểu tượng về cửa. Thường xe này của mình thì nó chỉ biểu tượng là cửa đây là đang cánh cửa đang mở, nhưng có những cái xe hiện đại thì nó báo từng cánh một. Xe này chỉ báo cửa đang mở, còn đây là báo ắc quy, đèn đỏ là báo ắc quy trong trường nếu mà khi chúng ta lổ máy mà đèn đỏ hiện lên thì báo ắc quy kém mà không làm, máy phát thì có vấn đề nên không có điện. Và đây là biểu tượng về dây an toàn. Thắt dây an toàn chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta sẽ phải thắt dây an toàn trong quá trình lái xe. Đây là biểu tượng phanh tay. Kế tiếp đó là đồng hồ kilômét, thể hiện là km trên giờ. Đây là số km, tổng km. Đây chip A, chip B là số km đi. Được. Đấy. Là bên này đó là các bạn nhìn nó rất dễ hiểu, đây là kim đồng hồ xăng. Cái chữ E này là empty, có nghĩa là hết xăng hoặc cạn. Còn chữ F này là báo đầy xăng, xe của mình đang đầy xăng. Còn kế tiếp đó là cái đồng hồ hiển thị nhiệt độ của trong xe. Đấy, cái chữ C là chữ cool, có nghĩa là mát. Nước lạnh, còn hot này là nóng hoặc là nhiệt độ nước sôi lên. Thường khi các bạn đi thì cái kim nhiệt này nó lúc nào nó cũng ở vị trí giữa này. Đấy. Còn khi mới lổ máy thì nó ở lửa bên trái. Còn khi mà xe mà có hiện tượng về vạch đỏ hoặc là chúng ta báo cho chúng ta biết là xe nó đang thiếu nước hoặc là đang dò nước hoặc là két nước có vấn đề, hệ thống làm mát. Đây, mình sẽ nói rất kỹ về cái kim nhiệt độ của ô tô này. Đấy, và đây có biểu tượng cái cặp nhiệt độ nhúng trong nước rồi. Và đây màu vàng đây là cái biểu tượng về máy, động cơ của ô tô. Cái đây là cái mỏ vịt dầu, đây là màu đỏ này là báo về nhiệt độ và báo về dầu bôi trơn, dầu nhớt và bôi trơn động cơ. Đấy. Và cái dầu này báo là xe còn dầu hay không. Để bôi trơn cũng như là mát cái động cơ. Rất là quan trọng sơ lược như thế. Như đây thì là cái hệ thống sinh nhan, cái này các bạn thấy hiểu như bên phải mình đây là hệ thống đèn pha. Đấy, pha code. Những cái biểu tượng này nhìn chung là cũng rất là dễ hiểu.